tìm kiếm bản siêu nhẹ đối thủ của chính Google một năm sau ngày ra mắt bản giới hạn tại Ấn Độ và Indonesia Google Go đã chính thức được cung cấp cho người sử dụng trên toàn cầu với mức dung lượng chỉ 7MB Google Go là lựa chọn phù hợp cho những người sử dụng smartphone cấu hình thấp Google Go này hiện đã có mặt trên chợ ứng dụng Play Store của Google điều kiện sử dụng là điện thoại của người dùng phải chạy tối thiểu trên nền hệ điều hành Android 5.0 Lollipop ngoài việc hỗ trợ các thiết bị có cấu hình yếu Google Go còn sở hữu một vài tính năng được thiết kế riêng cho nhu cầu của các thị trường mới nổi, một trong số đó là Lens, chức năng cho phép người dùng quét camera các đoạn văn bản và đọc chúng lên thành tiếng. Google Go cũng hỗ trợ cả tính năng tìm kiếm bằng giọng nói. Google Go chỉ là một trong nhiều ứng dụng dòng Go được phát triển riêng cho các thị trường mới nổi. Trước đó, người dùng Android từng chứng kiến sự xuất hiện của những Gmail Go, Gallery Go và thậm chí là cả Android Go, phiên bản rút gọn của hệ điều hành Android, dù được thiết kế riêng cho một số thị trường đặc thù dòng sản phẩm go của google vẫn được nhiều người ưa chuộng bởi khả năng hoạt động tốt trên cả những thiết bị có cấu hình yếu